Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chú voi mini. Để móc chú voi mini này thì đầu tiên mình sẽ móc vào đây là dòng 50 móc đơn trong vòng chạm ma thuật. Mình sẽ móc tăng lần lên 7 hàng. Hàng thứ 8 mình sẽ móc vào đây là các mũi móc thu. Sau đó mình sẽ móc vào đây là một kép đơn, một kép đơn và một móc đơn để tạo thành phần thân. Sau đó mình sẽ móc vào đây là các mũi móc thu và những bông ở bên trong. Sau khi móc xong thì mình sẽ móc phần tai. Tai mình sử dụng đây là 6 mũi móc đơn trong một vòng tròn ma thuật. Phần mũi này mình sẽ móc vào đây là 6 mũi móc đơn. Sau đó móc vào đây là 5 mũi móc đơn. Mình sẽ khâu mắt và gắn các phần vào với nhau. Phần len mình sử dụng đây là len cô tông. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cũng bắt đầu. Mình đã chuẩn bị các nguyên liệu và liệu sau đây: một cái em màu đen, một cái em màu xám, một cái kéo, một cái móc, một cái kim. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào đây cho mình 5 mũi móc đơn. Đó, mình sẽ rút sợi len được ạ. Mình chuyển vào chân mũi đầu tiên của hàng, móc lên một móc trượt. Hàng tiếp theo mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó mình sẽ kết hàng. Hàng tiếp theo, chân mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Chân mũi thứ hai mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn và cùng một chân. Sau đó mình sẽ móc tương tự như thế đến cuối hàng. Tiếp theo, trong mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Mũi thứ hai, hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế. Thế là mình sẽ móc vào đầu mỗi chân, mỗi sẽ là một mũi móc đơn.
sẽ móc tương tự đến hàng thứ bảy. Và hàng thứ 8 mình sẽ móc vào đây là mỗi chân mũi sẽ là một mũi móc thu.